phương Tây kích động xung đột ở Ukraine, ở Trung Đông và những nơi khác trên thế giới, và họ vẫn tiếp tục đưa ra những tuyên bố sai sự thật rằng Nga muốn tấn công châu Âu. Đó là những tuyên bố hoàn toàn vô nghĩa, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh trong thông điệp liên bang. Nhà lãnh đạo Nga cũng chỉ trích những thông tin gần đây trên truyền thông Mỹ cho rằng Nga đang có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian. Đây là thông tin sai sự thật. Tổng thống Nga tuyên bố, Moscow sẵn sàng đối thoại với Washington, nhưng chỉ khi Mỹ coi trọng lợi những vấn đề liên quan tới lợi ích của Nga. Các cuộc thảo luận về các vấn đề an ninh và ổn định hòa bình thế giới đòi hỏi quá trình phức tạp, cần tính đến tất cả các khía cạnh ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia của chúng ta và ảnh hưởng đến an ninh của Nga, Tổng thống Putin nói thêm. Ông Putin đồng thời cảnh báo phương Tây về hậu quả thảm khốc khi muốn can thiệp vào các vấn đề an ninh nội bộ của Nga. Ông nói, những nỗ lực can thiệp mới vào Nga nguy cơ kích động cuộc xung đột quy mô lớn liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Tại sự kiện, Tổng thống Putin công bố kế hoạch tăng cường lực lượng vũ trang Nga ở phía tây đất nước sau khi Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO. Ông nói, các đối thủ của Nga phải nhớ rằng Nga có vũ khí khả năng tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ của họ. Khoảng 1.000 người có mặt tại hội trường nghe ông Putin đọc thông điệp liên bang, gồm nghị sĩ lưỡng viện, thành viên chính phủ, quan chức cấp cao trong chính quyền, lãnh đạo văn phòng tổng công tố, tòa án tối cao, lãnh đạo địa phương và tôn giáo một số binh sĩ Nga tham chiến ở Ukraine cũng có mặt tại sự kiện. Bài phát biểu được ông Putin đưa ra trong bối cảnh Nga chuẩn bị tổ chức bầu cử tổng thống hai tuần tới. Ông Putin đã tham gia tranh cử với tư cách ứng viên độc lập, cạnh tranh với lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự do Nga Leonid Slutsky, nghị sĩ Vladislav Davankov và nghị sĩ Nikolai Kharitonov. Lần gần nhất Tổng thống Putin đọc thông điệp liên bang là tháng 2 năm 2023, bài phát biểu kéo dài 1 giờ 45 phút. Trước đó vào năm 2022, Ông chủ điện Kremlin không đọc thông điệp liên bang với lý do tình hình thực tế diễn biến quá nhanh, khó ghi nhận kết quả cũng như lên kế hoạch cho tương lai gần. Đoạn video mới ghi lại khoảnh khắc chiếc xe tăng chủ lực M1 Abrams của Ukraine đầu tiên bị phá hủy đã xuất hiện trên mạng hôm 28 tháng 2. Xe tăng do Mỹ cung cấp đã bị hạ gục hồi đầu tuần gần làng Berdychi, nằm ở phía tây bắc Avdiivka, thành phố mà Nga vừa giành quyền kiểm soát. Đoạn video mới cho thấy chiếc xe đã bị một máy bay không người lái, UAV tự sát đâm chúng theo router chiếc uav góc nhìn thứ nhất còn gọi là fpv đã đâm vào phía sau tháp pháo có vẻ như đâm thẳng vào khoang chứa đạn gây kích nổ đoạn video cho thấy chiếc xe tăng bị cháy dữ dội phát ra một cột lửa lớn từ khoang theo truyền thông nga chiếc xe này sau đó đã bị trúng một viên đạn bắn ra từ súng chống tăng vác vai quân đội nga đã chính thức xác nhận việc phá hủy phương tiện loại này lần đầu tiên ở ukraine nhưng chưa tiết lộ thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào một lô 31 xe tăng M1 Abrams đã được Washington cam kết cung cấp cho Kyiv vào đầu năm 2023 trước cuộc phản công đã được báo trước từ lâu của Ukraine. Tuy nhiên, việc giao hàng chỉ được thực hiện đầy đủ vào giữa tháng 10 năm 2023. Mặc dù xe tăng Mỹ thường xuyên xuất hiện trong các video tuyên truyền của Ukraine, nhưng theo Reuters thực tế loại vũ khí này chỉ mới xuất hiện trên chiến trường vài ngày qua khi quân đội Kyiv cố gắng ổn định tình hình tiền tuyến sau khi mất Avdiivka phát biểu tại cuộc họp báo sau Hội nghị Thượng đỉnh Ukraine Đông Nam Âu. Ông Zelensky nói rằng bất kỳ sáng kiến nào của các nhà lãnh đạo thế giới nhằm tăng cường sức mạnh cho Ukraine trong việc đẩy lùi các lực lượng Nga sẽ có lợi cho toàn thế giới. Người đứng đầu nhà nước Ukraine cho biết ông không có mặt tại hội nghị thượng đỉnh, nơi ông Macron đưa ra ý tưởng nêu trên. Nhưng theo ông Zelensky, Tổng thống Pháp đã nói rằng khi đến Ukraine, dự kiến vào giữa tháng 3 tới, ông ấy sẽ thảo luận về những ý tưởng mới nhằm củng cố Ukraine và chia sẻ thông tin. Theo tờ Ukrainska Pravda, cũng tại cuộc họp báo nêu trên, Ông Zelensky còn lưu ý rằng trước đây cá nhân ông đã có cuộc gặp tốt đẹp với Tổng thống Macron và hai người đã thảo luận về nhiều sáng kiến nhằm củng cố tình hình trên chiến trường Ukraine. Đồng thời, sáng kiến cơ bản chính hiện nay là các đối tác phải thực hiện các thỏa thuận trước đây về việc cung cấp vũ khí kịp thời cho Ukraine. Trước đó, trong cuộc họp của các nhà lãnh đạo châu Âu tại Paris hôm 26 tháng 2, Tổng thống Pháp Macron không loại trừ khả năng đưa quân nhân NATO tới Ukraine để ngăn chặn chiến thắng của Nga. Theo CNN, sau phát biểu của ông Macron, Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc đều nhắc lại rằng Tổng thống Joe Biden đã loại trừ việc điều quân đội Mỹ đến chiến đấu ở Ukraine. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định liên minh quân sự này không có kế hoạch đưa quân tới Ukraine. Nhiều lãnh đạo châu Âu khác như Đức, Anh, Tây Ban Nha, Ba Lan và Cộng hòa Séc cũng bày tỏ không có chủ trương cử binh sĩ tham chiến kênh Al Jazeera đánh giá việc điều binh sĩ đến Ukraine là điều cấm kỵ, đặc biệt trong bối cảnh NATO tránh bị lôi kéo vào xung đột rộng hơn với Nga. Và NATO sẽ chỉ tham gia khi cả 31 thành viên đều nhất trí. Về phần mình, Điện Kremlin đã cảnh báo rằng một cuộc xung đột trực diện giữa NATO và Nga là không thể tránh được nếu khối quân sự này điều binh sĩ tới Ukraine. Trong bối cảnh quan điểm của Tổng thống Macron không nhận được nhiều ủng hộ, chính phủ Pháp đã nỗ lực làm rõ phát biểu của nhà lãnh đạo này. Ngoại trưởng Pháp Stephen Sejon ngày 27 tháng 2 nêu rõ Tổng thống Macron đề cập đến việc điều binh sĩ, nhưng cho một số nhiệm vụ đặc thù, ví dụ như dò mìn, sản xuất vũ khí và an ninh mạng. Những công việc này đòi hỏi hiện diện của binh sĩ trên lãnh thổ Ukraine mà không vượt qua ngưỡng chiến đấu. Việc điều binh sĩ không nhằm phát động chiến tranh chống Nga. Chuyên trang quân sự Ukraine Defense Express nhận định lực lượng Kiev không có hệ thống phòng thủ nhiều lớp với các công sự kiên cố, trải dài theo tiền tuyến. Đây là điểm yếu Nga đã và đang tận dụng khiến họ liên tục giành lãnh thổ trong thời gian qua, bất chấp nỗ lực phòng vệ của Ukraine. Trước tình trạng viện trợ quân sự từ phương Tây nhỏ giọt, Ukraine không còn cách nào khác là phải cố thủ, cố gắng đẩy lùi lan sóng tấn công dữ dội của Nga nhằm bao mòn dần lực lượng Moscow, khiến họ từ bỏ ý chí tiến lên. Hình thức tác chiến này đòi hỏi một hệ thống phòng thủ nhiều lớp với các vị trí kiên cố được chuẩn bị trước. Nga đã thành công trong việc ngăn chặn cuộc phản công lớn của Ukraine vào năm ngoái nhờ hệ thống công sự bẫy mìn, bẫy hỏa lực kiên cố. Một ví dụ khác chính là Avdiivka. Ukraine đã mất 10 năm để xây dựng vị trí phòng thủ, tạo ra một trong những khu vực được bảo vệ kiên cố nhất trên toàn mặt trận. Ukraine đã cầm chân được Nga trong nhiều tháng, cho tới khi Avdiivka sụp đổ trong tháng này. Ukraine tuyên bố rút quân về phía sau để xây dựng phòng tuyến, ngăn Nga tiếp tục tiến lên, nhưng trong vài ngày qua, họ liên tục để mất một số ngôi làng. Defense Express nhận định vấn đề nằm ở chỗ Ukraine dường như đã không tận dụng thời gian để xây dựng các hệ thống phòng vệ kiên cố từ trước, dẫn tới khi Abdipka bị mất đi, nhiều tuyến phòng thủ kém kiên cố hơn của Ukraine ở phía sau cũng bị sụp đổ theo dây chuyền. Trên tiền tuyến của cuộc chiến Ukraine, UAV trinh sát đang được sử dụng với tần suất cao ngoài ra nga cũng dùng vệ tinh để quan sát hình ảnh phòng tuyến của đối phương và xác định đâu là điểm yếu để có thể khai thác và tấn công defense express nhận định quân đội ukraine dường như đã không xem trọng vai trò của lực lượng công binh trong nhiều năm qua họ thiếu quân và thiết bị hiện đại để xây dựng phòng tuyến nhanh chóng và hiệu quả giờ đây chỉ huy các lữ đoàn chiến đấu là người phải chịu trách nhiệm xây dựng phòng tuyến với nguồn lực hạn chế của từng đơn vị, rất khó để tạo ra được các tuyến phòng thủ vững chắc kéo dài đủ để ngăn chặn đa tiến công dồn dập của Nga. Một binh sĩ Ukraine trên tiền tuyến thừa nhận rằng việc mỗi lữ đoàn xây dựng tuyến phòng thủ riêng khiến chúng khó liên kết chặt chẽ được với nhau. Binh sĩ trên nói phòng thủ phải toàn diện, nó phải có chiều sâu để đối thủ không thể đi vòng qua nó. Nhấn mạnh Ukraine chưa tạo ra được hệ thống phòng thủ hiệu quả vì thiếu đi tính bao quát trên toàn mặt trận. Để so sánh, Nga thường điều động các công ty xây dựng tư nhân đến để tạo tuyến phòng thủ. Họ xây dựng những hầm trú ẩn bằng bê tông, làm sẵn và đào hố cát, hào, mương theo một quy hoạch tổng thể duy nhất. Nhờ vậy, chỉ trong vài tháng hồi năm ngoái, Nga đã xây dựng được phòng tuyến ba lớp rất vững chắc, thách thức hàng loạt vũ khí phương Tây viện trợ mà Ukraine triển khai mặt khác giới chuyên gia nhận định ukraine dường như vẫn muốn phòng thủ chủ động khái niệm này là sự kết hợp giữa mục tiêu giữa các tuyến phòng thủ trong khi tiếp tục hành động tấn công với hy vọng tìm ra những lỗ hổng trong hệ thống phòng tuyến của nga để khai thác ukraine có thể không muốn xây các hệ thống quá kiên cố vì nó có nguy cơ làm chiến sự rơi vào trạng thái tĩnh ảnh hưởng tới kế hoạch phản công trong tương lai Mặc dù vậy, trước Nga áp đảo về tiềm lực quân sự và vũ khí, Ukraine có thể sẽ phải tính tới phương án khác để phòng thủ hiệu quả hơn vì họ lúc này đã mất dần thế chủ động trên chiến trường. Bất đồng về việc bổ sung kho đạn pháo đang ở ngưỡng thấp nghiêm trọng của Ukraine đang trở thành dạn nứt ngày càng sâu sắc ở châu Âu với việc các nước Đông Âu đổ lỗi cho Tây Âu vì họ đã không lắng nghe. Tâm trạng chung trong giới ngoại giao là nếu Nga giành chiến thắng ở Ukraine, Tây Âu sẽ không được tha thứ và toàn bộ dự án hội nhập châu Âu kể từ khi bức tường Berlin sụp đổ có thể sẽ bị đe dọa bởi dạn nứt để trở thành vết sẹo không thể xóa nhòa. Các nước EU đã tranh luận trong nhiều tháng qua về việc liệu có mua vũ khí bên ngoài liên minh hay không bởi họ không thể đáp ứng mục cam kết cung cấp một triệu quả pháo cho Ukraine vào tháng tới. Pháp cho rằng ngân sách chủ yếu nên dành cho việc thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu về dài hạn. Cùng lúc đó, một số nước Đông Âu cảnh giác trước Nga trong nhiều năm qua – lo sợ các nước Tây Âu vốn lớn hơn và giàu hơn không tích trữ đủ kho quân sự. Các nước Tây Âu cũng đang ngăn cản Ukraine nhận được hỏa lực tầm xa. Trong khi đó, Đông Âu cho rằng Ukraine cần hỗ trợ ngay lúc này, chứ không phải là vào năm 2027 khi ngành công nghiệp này mở rộng quy mô. Hai năm sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra, sự hỗ trợ cho Kiev trở nên chia rẽ, trong khi đà tiến công đang dịch chuyển về phía các lực lượng của Nga. Nỗi thất vọng giữa các nhà lãnh đạo Đông Âu ngày càng tăng bởi Tây Âu dường như không hiểu sự cấp bách hiện nay của việc hỗ trợ Ukraine. Ngoại trưởng Ba Lan Radola Sikoki nói họ đang trong chế độ thời chiến, nhưng chúng ta vẫn ở chế độ thời bình. Chúng ta cần đạt mình trong chế độ khủng hoảng. Bốn quốc gia Trung Âu cũng đang chia rẽ sâu sắc về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và cách giải quyết cuộc xung đột này. Trong khi Cộng hòa Séc và Ba Lan đoàn kết trong nỗ lực ủng hộ mạnh mẽ cho Kiev, bao gồm cả việc cung cấp vũ khí, thì Hungary và Slovakia lại có những quan điểm hoàn toàn khác. Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Viala đánh giá, «Tôi nghĩ tôi có thể nói rằng đã có những khác biệt giữa chúng tôi. Theo ông, tôi sẽ không giữ bí mật nữa. Điều này chẳng có ý nghĩa gì. Chúng tôi có những quan điểm khác nhau về các hành động gây hấn của Nga nhằm vào Ukraine và các cách thức giải quyết nó». Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin và cáo buộc nhà lãnh đạo Nga là tội phạm chiến tranh và là nguyên nhân duy nhất cho cuộc xung đột ở Ukraine là những hành động gây hấn của Moscow nhằm vào Kiev. Ông Tusk nói, bất kể Nga là quốc gia hùng mạnh như thế nào, thì những đánh giá chính trị, đạo đức và lịch sử về những gì đang diễn ra hiện nay ở Ukraine phải rõ ràng. Slovakia và Hungary đều từ chối cung cấp cho Ukraine vũ khí và đạn dược. Thủ tướng Slovakia Robert Fico nhận định hướng tiếp cận của phương Tây trong cuộc xung đột này là một sự thất bại hoàn toàn. Ông Fico nói, tôi không tin vào giải pháp quân sự trong xung đột ở Ukraine, đồng thời cho rằng EU nên có kế hoạch hòa bình cho cuộc xung đột này. Thủ tướng Slovakia cũng phản đối các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Nga và muốn ngăn cản Ukraine gia nhập NATO. Ông nhận định không có vũ khí nào của phương Tây cung cấp cho Ukraine có thể thay đổi diễn biến giao tranh Thủ tướng Hungary Orbán nói, ông khẳng định cuộc xung đột này chỉ có thể kết thúc thông qua đàm phán. Các cuộc đàm phán hòa bình nên bắt đầu càng sớm càng tốt. Trong khi đó, ông Fiala sau cuộc gặp riêng với ông Tusk cho rằng chúng ta đều biết ai là kẻ gây hấn, ai là nạn nhân. Chúng ta sẵn sàng ủng hộ mạnh mẽ cho Ukraine và tìm kiếm các giải pháp khả thi để tăng cường sự ủng hộ của mình. Ba Lan tuyên bố nước này sẵn sàng đóng góp vào kế hoạch của Cộng hòa Séc nhằm mua lại các loại đạn dược từ các nước thứ ba ngoài EU. Trong khi Ukraine đang chật vật giữ vững phòng tuyến, thì phương Tây lại do dự cung cấp thứ mà Kiev cần nhất lúc này, đó là đạn dược và tên lửa. Một số nhà quan sát cho rằng cuộc phản công của Ukraine một phần không thành công là bởi nước này không có đủ các phương tiện để chiến đấu trên không. Theo họ, nếu những hành động quyết đoán hơn được thực hiện cách đây 2 năm, thì cả Ukraine và phương Tây đã ở một vị thế tốt hơn. Giới phân tích nhận định, điều tương tự cũng diễn ra với các biện pháp kinh tế. Theo đó, các lệnh trừng phạt của phương Tây có quá nhiều hạn chế và lỗ hổng trong cơ chế thực hiện. EU thậm chí phải trả tiền cho Nga để mua dầu mỏ và khí đốt nhiều hơn cả số tiền hỗ trợ cho Ukraine trong năm đầu xung đột nổ ra. Cách đây hai năm, các nước phương Tây đã ngăn cản Moscow tiếp cận 300 tỷ đô la Mỹ dự trữ ngoại hối. Họ tuyên bố sẽ không dỡ bỏ biện pháp này cho tới khi Moscow bồi thường cho Ukraine vì những phá hủy trong xung đột. Tuy nhiên phương Tây chưa dám buộc nga phải bồi thường bằng cách chuyển các tài sản của Moscow vào quỹ tái thiết Ukraine. Những người có quan điểm cứng rắn đánh giá chính sự thận trọng ban đầu đã kéo dài những gì người dân Ukraine phải chịu đựng và củng cố sức mạnh của nga. Các nhà lãnh đạo Ukraine đang hối thúc phương Tây cung cấp các hệ thống vũ khí mới, đặc biệt là các tên lửa tầm xa có thể tấn công sâu hơn vào phòng tuyến của nga như ATACMS của Mỹ và Taurus của Đức. Mỹ chỉ cung cấp tên lửa ATACMS tầm trung cũ, nhưng chính quyền tổng thống Biden hiện đang hướng tới việc cung cấp cho Ukraine vũ khí tầm xa mới hơn. Tuy nhiên, bất kỳ động thái nào cũng đều phụ thuộc vào việc Quốc hội thông qua gói ngân sách hỗ trợ mới. Ngoài ra, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg gần đây cho biết, Ukraine có quyền sử dụng các vũ khí phương Tây để tự vệ trước Nga, thậm chí cả khi điều đó bao gồm việc tấn công các mục tiêu bên trong biên giới của Nga. Trong khi đó, cựu Tổng thư ký NATO Andres Foras Musen thì khẳng định chúng ta không thể tăng cường sản xuất đạn dược qua một đêm, nhưng chúng ta có thể quyết định ngay lập tức về việc cung cấp cho Ukraine những vũ khí họ thực sự cần. Ukraine đã cảnh báo các đối tác về tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng của nước này. Quân đội của Kiev bị Moscow áp đảo và có thể phải thu hẹp trọng tâm phòng thủ nếu tình trạng thiếu hụt trở nên nghiêm trọng hơn, đặt họ vào rủi ro trước những bước tiến công mới của Nga đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại